chào tất cả các bạn, mình tên là Hà đến từ câu lạc bộ STEM Hoa Sen. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ trò chơi mà chúng ta có lẽ đã nhìn thấy rất nhiều trong các ngày hội chợ cũng như các ngày hội khoa học kỹ thuật. Đó là một bộ trò chơi có tên gọi là thử tài khéo léo. Nhiệm vụ của các bạn trong trò chơi này đó là đưa thanh có móc một đầu móc vào kẽm này đi hết đoạn đường kẽm này mà không để chúng chạm vào nhau. Nếu các bạn để chúng chạm vào nhau thì đèn led cũng như kèm điện tử sẽ báo hiệu cho các bạn. Đến lúc đó các bạn sẽ phải bắt đầu trò chơi lại từ đầu. Thì bộ trò chơi của tụi mình cấu tạo từ các nguyên liệu như là gỗ, kèm điện tử, đèn led, dây kẽm và pin. Thì để cấu tạo trò chơi này thì miếng gỗ tụi mình đóng vai trò là khung đỡ. Còn một cái thanh này đó là cây để các bạn di chuyển hết đoạn đường kẽm này. Và cái đầu kẽm này tụi mình móc có một độ rộng, đó là độ rộng quy định. Độ rộng quy định giữa thanh kẽm và cái đầu móc này để chúng nó không chạm vào nhau khi các bạn di chuyển. Bộ trò chơi này, miếng gỗ của tụi mình có tác dụng là làm trụ đỡ cho các thiết bị điện ở trên. Kèm điện tử và đèn nó có tác dụng báo hiệu khi mà hai cái sợi kẽm này chạm vào nhau. Nó có tác dụng báo hiệu cho các bạn biết là các bạn đã thua cuộc. Nguồn điện tụi mình sử dụng ở đây là nguồn điện 9V. Nguyên lý hoạt động của trò chơi này nó dựa trên một cái nguyên lý mà chúng ta đã học từ năm lớp 7, đó là mạch điện nối tiếp và mạch điện song song cũng như mạch điện hở và mạch điện khép kín. Thì cái cây này nó đóng vai trò như một cái công tắc. Khi mà các bạn để như vậy, khi mà hai sợi dây kẽm không chạm vào nhau, tức là mạch điện đang bị hở, và lúc đó kèm điện tử và đèn sẽ không báo được, nó sẽ không báo lên. Nhưng khi các bạn để chạm vào nhau thì có nghĩa lúc này mạch điện đang khép kín, và như vậy thì kèm điện tử và đèn nó sẽ báo hiện lên. Và ở đây thì tụi mình mắc song song giữa đèn led và kèm điện tử, sau đó tụi mình mắc nối tiếp vào cái thanh này cũng như sợi dây kẽm này, để khi các bạn chơi các bạn để như vậy, khi mạch điện đang hở như thế này thì nó sẽ không báo hiệu lên. Khi các bạn để như vậy có nghĩa là mạch điện đang khép kín thì kèm điện tử và đèn led sẽ báo hiệu lên cho các bạn, và các bạn sẽ phải bắt đầu lại trò chơi lại từ đầu. Thì do đoạn đường này nó khá dài và khó khăn nên tụi mình đã thiết kế một đoạn người dưới đây, nó sử dụng từ băng keo đen cắt điện. Nó khi mà các bạn để ở đây nó sẽ không, mạch điện nó sẽ cũng như là mạch điện đang hở nên là chúng là đèn led và kèm điện tử sẽ không báo hiệu lên. Thì nguồn điện tụi mình sử dụng trong một trò chơi này đó là nguồn điện 9V, nó an toàn cho các bạn khi sử dụng trò chơi này.